Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo đài khí tượng thủy văn của tỉnh Long An, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng áp cao lệch lục địa di chuyển ra phía đông và có cường độ suy yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ hoạt động mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Trong đêm nay và ngày mai, trên địa bàn toàn tỉnh đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 60 đến 70%, gió hướng đông đông nam cấp 1 cấp 2. Về tình hình thủy văn, mực nước xuống theo triều, dự báo vào ngày mai 4 tháng 3, mực nước ở các trạm chính như sau: ở trạm Tân An là 1,04m, ở trạm Bến Lức là 1,14m, còn ở trạm Bộc Quá là 0,51m. Trong ngày có hai lần xuất hiện trong khoảng thời gian từ 10 giờ cho đến 12 giờ và 21 giờ cho đến 23 giờ. Riêng ở trạm Bộc Quá, đỉnh triều xuất hiện vào lúc từ 2 giờ cho đến 4 giờ và 15 giờ cho đến 17 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo độ mặn các sông xuống theo triều, dự báo vào ngày mai 4 tháng 3, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Ở trạm Cầu Nổi trên sông Chàm Cọ cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 13 gram trên lít. Ở trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông, cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 3,1 gram trên lít. Ở trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 0,8 gram trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 54 km ở sông Dàm Cỏ Tây, thuộc xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành và xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, và xâm nhập hơn 65 km ở sông Dàm Cỏ Đông, ở xã Nhật Chánh của huyện Bến Lức. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 80 km ở sông Dàm Cỏ Tây, thuộc khu vực phường 2 và phường 5 thành phố Tân An, và hơn 86 km ở sông Dàm Cỏ Đông của xã Lương Hòa và Thạnh Hòa của huyện Bến Lức. Xin được chuyển sang thời tiết ở khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Vũng Tàu là từ 32 cho đến 33 độ, gió nhẹ. Đối với miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay cũng không mưa, ngày nắng có nơi nắng nóng, với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ, và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, gió nhẹ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.